đã chạy nhiều nơi để tìm về bến đỗ. Chúng ta lưu vong ngay trên quê hương, đời mình quá khổ. Chúng ta ngơ ngác nhìn nhau, nhìn người Việt làm. Bài viết của dịch sĩ Tuấn Khanh có tựa đề Lầy lất trong đại dịch. Trong ngày giãn cách đầu tiên ở Sài Gòn, và cũng lần đầu tiên tôi chợt nghe được bà cụ gần nhà nói về đại dịch. Theo cách nhìn của bà, nếu chết thì tới luôn, chứ lây lất vậy mệt quá. Bà cụ đã vượt quá tuổi 60, tức số tuổi mà đợt giãn cách nhắc nhở là nếu không có việc gì thì đừng ra ngoài. Bà ngồi ở trước thềm nhà, mắt nhìn mông lung, không buồn, không vui, và nói vậy. Sài Gòn hay Việt Nam đã có đủ kinh nghiệm về giãn cách từ năm 2020. Có thể nhìn chung, xã hội Việt Nam sốt sắng, hợp tác toàn diện trước những mệnh lệnh từ chính phủ, từ các phương thức phòng chống cho đến việc chịu nhốt mình trong nhà. Đồng thuận với cả những barrier kẽm gai đột nhiên xuất hiện chặn ngay trước ngõ nhà mình. Những người ít ỏi cố vượt qua các quy định thường bị mạng xã hội và báo chí lên án không khác gì tội phạm. Và chắc vì vậy, bạn của bà cụ gần nhà là một người bán xôi dạo cũng đã gần 70 tuổi, cũng tuân theo quy định, không thấy xuất hiện với tiếng rao quen thuộc của mình. Đó là một phụ nữ gầy gò, nhỏ con, và sống bằng những gói xôi nhỏ, gói lá chuối nguyên bản hàng ngày. Không biết bà cụ bán xôi ấy sẽ lây lất những ngày này ra sao. Trên một trang Facebook, tôi đọc thấy một phụ nữ mặc trang phục thể thao diễn tập trong nhà và ghi chú vui vẻ rằng mọi người chẳng có gì cần phải lo lắng đâu. Cô ấy nói hãy tận dụng thời gian này để vui chơi, tập luyện thư giãn chờ dịch đi qua. Những người phụ nữ đó thật may mắn vì có thể lạc quan với cuộc sống không quá khó khăn. Vì khi chúng ta cố hò hét trong bầu trời màu hồng đằng trước, phía sau vẫn có hàng ngàn, hàng chục ngàn người đang quay quắt tự sinh tự diệt trong lúc này. Trong cách nói của các quan chức nhà nước thì vẫn luôn no one left behind, như mọi quốc gia khác. Nhưng nếu không thử quay đầu nhìn lại và tỉnh táo nhận ra, làm sao biết ai đang đuối sức ở ngay sau mình? Thống kê trên trang Trung tâm Báo chí Thành phố viết rằng từ năm 2016 đến nay, có 67.000 hộ nghèo, chiếm 3,36% tổng số dân, và hơn 48.100 hộ cận nghèo, và quả quyết là đến nay đã cơ bản giải quyết xong. Bản tin tuyên bố là năm 2020 đã dứt điểm, chỉ còn 1% hộ nghèo. Thật bất hợp lý và ngớ ngẩn, nghèo là một biến động không ngừng, và chỉ số biến động đó còn tùy thuộc vào rất nhiều thứ của cả quốc gia và thế giới. Không thể rượt đuổi một chuẩn mực cũ của 5 năm trước, rồi sau đó treo băng rôn bắn pháo hoa là đã hoàn thành chỉ tiêu diệt nghèo của hôm nay. Cũng trong cuối năm 2020, khái niệm về nghèo, chuẩn nghèo được sắp đặt lại. Theo Nghị định 07/2021 NDCB quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 đến 2025, thì nghèo được tính theo thu nhập khi làm tiền có 1,5 triệu đồng trên một người một tháng với khu vực nông thôn và 2 triệu đồng một người một tháng khu vực thành thị.
Đây cũng là một cách tính lạc hậu kinh hoàng với thời thế. Ở những thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng, sống được với 4 triệu đồng một người một tháng đã là chuyện vật vã khó tin. Những người bán cóc ổi trước quán nhậu, những người bán vé số mỗi ngày bên đường vẫn thấy, và với cả cụ bà bán xôi mà tôi biết, thu nhập gấp đôi số đó, tức 8 triệu đồng một tháng cũng không vùng vẫy nổi để thoát khỏi chữ nghèo. Dù có nói gì đi nữa, đại dịch và giãn cách là cú tát nổ đom đóm mỗi ngày đối với người nghèo. Với buổi sáng thức dậy lay hoay nặng túi dè sẻn chi xài, nhìn tiền học của con cái mà điếng người, ám ảnh ngày đóng tiền nhà sắp đến. Câu chuyện một thanh niên chạy Grab nhảy cầu Bình Triệu, quận Bình Thạnh, Sài Gòn vào cuối tháng 5 do dịch bệnh kéo dài, khó khăn chồng chất suốt 2 năm nên tuyệt vọng là một ví dụ rất rõ. Từ đầu năm 2021 đến nay, các vùng, khu vực bị phong tỏa để tránh lây nhiễm xuất hiện liên tục ở nhiều nơi. Sài Gòn cũng rơi vào tình trạng như vậy. Dĩ nhiên, trong các vùng phong tỏa ấy, có người bệnh lẫn kẻ lành. Nhưng ai cũng chấp nhận vì đó là chuyện chung của quốc gia. Do vậy, cũng đến lúc chính quyền nên thiết thực và ráo riết xem sự khó khăn cùng quẫn của người nghèo trong lúc này là bộ mặt và tư cách quốc gia mà mình đang có trách nhiệm. Thật khó nghĩ về chuyện đóng khóa một khu vực mà phó mặc họ tự sinh tồn ra sao. Với kinh nghiệm của năm 2020 về chống dịch và dân khó, chính quyền tối thiểu nên nghĩ đến các loại tem phiếu thực phẩm ngày, nhu yếu phẩm tuần dành cho những gia đình, hộ, công dân khó khăn đang hết lòng hợp tác với việc phong tỏa. Người dân có thể giúp nhau, hàng xóm có thể truyền gạo, bánh cho nhau. Nhưng nếu trong tất cả những hành động đó không có gương mặt của chính quyền, thì dù có gọi là chống dịch thành công, cũng chẳng vẻ vang gì khi thiếu phần đạo đức, nhà nước với công dân của mình. Không thể có cái gì cũng đẩy vào xã hội hóa, dân tự lo nhau. Nếu chống dịch thành công và bộ mặt nhà nước rạng rỡ, nó cần là ánh sáng chung, có từ cả những gương mặt những người nghèo khó trên đất nước này. Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền biên lai tính tiền đợt cách ly của một người gần 6 triệu rưỡi, khiến không ít người đọc và thót tim. Đây hoàn toàn là kiểu dịch vụ trọn gói, phối hợp giữa nhà nước và nhà thầu. Không có sự hỗ trợ nào được nhìn thấy. Một người chạy xe Grab lớn tuổi vào buổi sáng cuối tháng 5 trên đường đi vắng hoe, cứ quay đầu hỏi đi hỏi lại mình không có tiền, được trả góp không chú? Mà mình có bảo hiểm y tế có được tính vô không chú? Những câu hỏi như vậy vọng lên từ dân nghèo, chỉ chính phủ mới có thể trả lời. Năm thứ hai của đại dịch Covid mở ra nhiều cái nhìn về cách ứng xử ở mỗi quốc gia đối với công dân của mình. Bất luận là hình thức kiểm soát nghiêm ngặt nhất cho đến các biện pháp tự do miễn dịch cộng đồng, điều quan trọng nhất là những bài tính có gương mặt con người, tức con người sẽ tồn tại, chịu đựng hay sống sót qua các cơn dịch như thế nào, và thế giới sẽ quay lại đời sống bình thường của mình ra sao, vuốt mặt nhìn nhau với phần nhân loại đã được loại trừ. Nói đến đây, lại nhớ câu chuyện trước con hẻm khu nhà mình.
Dì bán cà phê cóc sống mòn bằng từng ly cà phê mang đi hiếm hoi, lây lất trong những ngày đại dịch năm 2020. Tiền bán cả ngày không đủ bữa chợ hôm sau. Dì thuộc hàng nghèo nhất xóm, nghe tổ trưởng khu phố gọi làm đơn xin hỗ trợ từ quỹ 62.000 tỷ của nhà nước, dì mừng hết lớn điền ngay. Ấy vậy mà ít lâu sau, nghe đồn người được lãnh tiền, dì rón rén theo tổ trưởng hỏi thăm, thì được trả lời rằng có nguồn kinh doanh, tức không có gì khó khăn nên không được tiền hỗ trợ. Chúng ta đã chạy nhiều nơi để tìm về bến đỗ. Chúng ta lưu vong ngay trên quê hương, đời mình quá khổ. Chúng ta ngơ ngác nhìn nhau, nhìn người Việt lạc loài trên phố. Những ánh mắt nhìn về tương lai sâu hẳm như hầm hố. Và chúng ta chưa bao giờ dừng lại về một ngày đó. Ngày đó anh sẽ về quê, tìm một miếng đất cất lên căn nhà. Đằng trước hay khu vườn sau sẽ có hàng rau với dăm con gà. Và nếu như duyên lành ban, anh cưới được em, có vài đứa cháu vui với mẹ cha. Ngày đó anh sẽ làm cha, chọn vòng lễ giáo nuôi con nên người. Hạnh phúc chung sống cùng em, chia suốt đời nhau vén vun gia đình. Đời sống đơn sơ mà vui, chỉ thế mà thôi. Tháng ngày dần trôi, anh mang ơn đời. Ngày đó sẽ không còn xa, sẽ không còn xa căn nhà chúng mình dựng lại trong tim, dựng trên quê hương đời sống thanh bình. Ngày đó sẽ không là mơ, sẽ không là mơ chân thành với người, tình người cho đi. Ngày đó có khi là ngày đang tới. Ngày đó em ơi, đã có lúc chúng ta rơi trong tuyệt vọng, chúng ta vẫn bên nhau bố vào đức tin rồi đứng dậy. May mắn quá đất người vẫn còn đây, chưa muốn chung khổ ái hòa đây, vậy mà vẫn còn những bàn tay giữ chúng mình ở đây. Ngày đó anh sẽ về quê, tìm một miếng đất cất lên căn nhà. Đằng trước hay khu vườn sau sẽ có hàng rau với dăm con gà. Và nếu như duyên lành ban, anh cưới được em, có vài đứa cháu vui với mẹ cha. Ngày đó anh sẽ làm cha, chọn vòng lễ giáo nuôi con nên người. Hạnh phúc chung sống cùng em, chia sớt đời nhau vén vun gia đình. Đời sống đơn sơ mà vui, chỉ thế mà thôi. Tháng ngày dần trôi, anh mang ơn đời. Ngày đó sẽ không còn xa, sẽ không còn xa căn nhà chúng mình dựng lại trong tim, dựng trên quê hương đời sống thanh bình. Ngày đó sẽ không là mơ, sẽ không là mơ chân thành với đời, tình người cho đi. Ngày đó ngày đó em ơi, dù thế nào cũng
thế nào mình cũng vẫn ở bên nhau, để một ngày không còn giật mình khi nghe những tiếng nói lạ, những bước chân lạ đi trong đêm. Ngày đó căn nhà chúng mình sẽ thật yên bình. Ngày đó em ơi, dù thế nào